Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo không có tâm tình mà đi thẳng ngay vào vấn đề là Việt Thảo muốn giới thiệu đến các bạn một cái dịch vụ và một cái phương tiện nhằm để giải trí cho đời sống của con người, làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Đó là cái hộp giải trí. Hộp này, gọi nôm na đó là hộp Amazon. Amazon là gì? Cái hộp Amazon là gì? Trong này nó chỉ chứa một cái cục có bé lớn này thôi. Nhá, đây là cái cục để giải trí. Chỉ cần cái cục này, một cái remote này thôi, là chúng ta có thể xem được rất nhiều đài truyền hình từ Việt Nam cho tới hải ngoại, từ Mỹ sang Canada cho tới Âu Châu và Úc Châu. Mình có thể coi đủ các loại phim bộ từ Hồng Kông, Đài Loan cho tới phim bộ Hàn Quốc. Rồi mình có thể coi được rất nhiều đài truyền hình ở tại ngay nước Mỹ này, mặc dù mình đang ở Cali ha, có thể coi đài truyền hình ở Virginia. Mình có thể chơi game trên đó, mình có thể xem phim Mỹ, xem Việt, xem phim Việt, mình có thể coi tất cả những phim bộ của Vina Entertainment, phim Hàn Quốc. Mà mình coi nha, phim mới hoàn toàn. Tại vì sau này Vina Entertainment, phim không có phát hành ra đĩa nữa, mà ngay trong cái hộp này mình coi. Như vậy thì cái hộp này, mình coi là coi ở đâu? Nó truyền từ Internet xuống qua TV của mình coi ở nhà. Nhưng mình có thể đi xa vẫn coi được bằng cách là qua cái điện thoại, qua cái iPhone nha, qua cái Samsung nha, qua T-Mobile nha, qua AT&T, Verizon, tất cả điện thoại đều coi được hết. Mà không cần cái cục này, đi đâu cũng coi được. Như vậy thì phương tiện bây giờ nó sẽ làm cho chúng ta gần gũi hơn với cái giải trí. Giải trí bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào. Mà không cần phải qua các đài địa phương, phải đi kiếm đài đủ chuyện mệt mỏi lắm. Hoàn toàn coi như không có tốn tiền nha. Tại vì cái lệ phí, cái chi phí nó quá nhỏ đến độ là coi như không có tốn kém gì cả. Cho nên để đi vào chi tiết hơn về cái hộp Amazon này, làm thế nào để có cái hộp này và cái công dụng của nó ích lợi như thế nào, rồi cái cách làm sao để có cái hộp này cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thì chỉ còn cách là phải nói chuyện thẳng với những người có trách nhiệm, có sự hiểu biết và là những người trực tiếp để mà phát hành những cái hộp giải trí này. Người thứ nhất chúng tôi muốn giới thiệu đó là anh Nguyên. Anh Nguyên. Dạ, kính chào anh Việt Thảo. Dạ, kính chào quý vị đã nghe anh Việt Thảo nói về cái hộp Amazon, cái hộp giải trí của Vina đã phát triển trong vòng 5 năm nay. Và bây giờ tụi em đã chính thức bắt đầu ra thị trường và tụi em có những cái sản phẩm trong này. Chẳng hạn như hồi nãy nói, ca nhạc, phóng sự, phim ảnh, phim Việt Nam, phim bộ. Mà không mới coi nói về đài TV thì những người dùng TV ở nhà không cần phải mua antenna leo lên nóc nhà bắt frequency rồi đục dây chạy dây, cái chuyện đó dẹp qua bờ hết luôn. Cái đó là cái entertainment của 10 năm về trước rồi. Rồi trước khi đi vào cái chi tiết để mình có được cái hộp này như thế nào khỏi leo nóc nhà đó thì chung xuống cầm dương thôi. Thì có chị Hương. Dạ. Chị Hương là gì ở trong công ty? Dạ, dạ, xin chào anh Việt Thảo và quý vị khán giả. Thanh Hương thì may mắn được hợp tác với Vina về vấn đề marketing để đưa đến quý vị những cái giải trí, cách nào để chúng ta có thể có được cái chương trình giải trí bên bất cứ nơi nào, trong nhà, ngoài phố, bất cứ nơi nào trên thế giới. Như vậy trong tương lai nếu mà muốn biết rõ về chi tiết làm sao được có hộp này, cái gì đó là qua chị Hương đúng không ạ? Vâng, cảm ơn. Rồi, bây giờ như vậy thì từ nãy giờ chúng ta đã biết sơ nét qua là muốn coi đài truyền hình hay muốn coi phim bộ hay muốn coi tin tức hay thời sự khắp nơi từ radio cho tới TV nhé. Chơi game nữa thì cái quan trọng là có hộp Amazon này. Bây giờ Amazon là gì? Làm sao để có hộp này? Bây giờ có thể nói cho biết là ở trên thị trường hiện giờ đó có cái hộp này chưa? Dạ, trên thị trường này anh có thể ra Best Buy, Staple, Amazon Store, web anh có order cái hộp này. Ở ngoài đó nó bán cái hộp này 99 đồng. Dạ thưa anh. Như vậy thì mình phải tốn 99 đồng để có cái hộp này. Dạ đúng, cái hộp này là anh tốn 99 đồng. Nhưng mà nếu anh mua cái service qua Vina, mà anh trả tiền trước hàng tháng hoặc là trả tiền trước 1 năm qua package Vina tặng cái hộp này cho anh. Không như vậy tiền. Là không có tốn tiền rồi, thấy chưa? Tôi nói phí là phí mà. Là tại vì mình mua về mình coi thì mình tốn 99 đồng. Nhưng mà mình gắn bó với Vina để mình xem trong vòng 1-2 năm thì mình không có phải tốn tiền hộp này. Có người nói, thì đưa tôi phí đi, rồi tôi coi. Nhưng mà không đưa tiền trước đâu có được, phải đưa trước chứ. Chừng nào coi đủ 2 năm tao mới trả lời chứ. Chúng tôi ăn gian coi nữa chừng lấy hộp luôn sao? Phải không nè? Cái gì phải rõ ràng. Rồi. Như vậy thì cho đến giờ này mọi người sẽ thắc mắc rằng cái hộp Amazon, cái chữ Amazon là từ đâu mà ra? Cái hộp Amazon, cái chữ Amazon này là cái thương hiệu về công nghệ của Amazon. Ở ngoài thị trường những cái hãng trong công ty công nghệ lớn của Mỹ, Google, Apple, Amazon là những cái hãng công ty
để mà đem những cái hộp này để đưa về sản phẩm cho gia đình. Những cái hãng lớn người ta fight cái living room, người ta đem những cái hộp này, thương hiệu người ta đem về cái living room của người dùng. Và phải nói cho đến giờ phút này nha, tất cả những cái hiệu khác, những cái hộp khác ha, Vina Entertainment đã tìm được cuối cùng, đây là cái kết quả sau cùng, sau nhiều tháng, nhiều năm nghiên cứu, chỉ có cái hộp Amazon này đưa tới cái chất lượng cao và dễ tiêu dùng, dễ xài nhất trong cái lĩnh vực giải trí. Phải không ạ? Dạ đúng ạ. Rồi. Cái hộp Amazon là cái hộp mà sau nhiều năm nghiên cứu và development của Vina. Cái hộp này là cái hộp mà Vina cảm thấy chất lượng, chẳng những chất lượng mà còn cái tên tuổi của thương hiệu Amazon về. Kính thưa quý vị, cái hộp Amazon này có nhiều function lắm mà hồi nãy anh Vina nói, anh Diệt Thảo nói cho Vina. Hoặc là chương trình chẳng những chơi game, mà chơi game không phải chơi game nhỏ 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 nhỏ, mà chơi game á, chơi game của mấy đứa lớn cầm remote control. Bản thân em chơi game em cũng rất là mê nó, em chơi game cái này là không có bị lag, không bị cái graphic nó explosion. Dòm dòm cái mặt em diễn tả bảo đảm em không chơi game, không mê game anh chết liền. Em nghe đã quá. Em nghe Nguyên nói mà em cũng muốn cầm luôn cái mà sao. Okay. Bây giờ như vậy, khoan hãy nói vấn đề mà mình đi vào cái vấn đề làm sao có cái hộp này hay là sử dụng là cách nào. Nếu mà quý vị và các bạn đang theo dõi cái video clip này, yên tâm một điều là sẽ đến một cái chỗ nào đó mình biết được nha, cách sử dụng như thế nào nó dễ dàng lắm. Diệp Thảo đã gắn và đã xài thử rồi, nó đã vô cùng thật. Chỉ cần ngồi một chỗ là mình có thể đi khắp thế giới để qua được tất cả những cái đài truyền hình mà mình có, những cái radio mà mình nghe được, và thậm chí những cái game nghe phim Mỹ nha, Netflix coi cũng được nha, vô nha free luôn. Còn cái nào mà tốn tiền thì nó tốn 2 đồng 99 cũng có, mà có thể đóng một tháng bao nhiêu tiền mình coi hoài cũng được, ngay cả Vina cũng vậy, tất cả phim bộ mới đều coi được hết. Bây giờ Nguyên có thể cho biết những cái gì mình có thể thưởng thức được, giải trí được qua cái hộp Amazon này? Trên cái hộp Amazon này, người lớn tuổi thưởng thức được phóng sự quê nhà, coi được đài TV. Nhiều khi những ông nội bà ngoại ở coi cháu trẻ ở nhà không cần thiết phải coi, mở đài TV cho có âm thanh tiếng Việt Nam cho mấy đứa trẻ nó nghe cũng được, cũng tốt. Nhiều khi không cần thiết phải ngồi đó mà coi, nhà lặt rau rửa chén mở đài TV lên coi, trong nhà cũng có thể những cái tiếng Việt. Ở nơi mình Cali này ở gần thì mình có nhiều phương tiện đó quá, nhưng mà những nơi ngoài Cali này chẳng hạn như chú bang Minnesota, Arkansas, Louisiana ví dụ vậy, những cái chương những cái nơi mà không có đài truyền hình Việt Nam, dạ đúng, không có coi được, chẳng hạn như Úc hoặc là châu Âu hay những nước Japan hay Hàn Quốc, người dân Việt Nam mình đều có đó, nhưng mà không có những đài TV mà coi. Nhưng mà hỏi liền một cái câu hỏi, nếu tôi đang ở Nhật Bản, dạ, thậm chí ở Phi Châu nha, dạ, người Việt Nam ở Phi Châu thì có thể order cái hộp này để mà coi được không? Dạ được. Úi chà, ở Phi Châu nha, không phải nghe nói Phi Châu là chỉ thấy sư tử cọp nha, Phi Châu vẫn có thể coi được truyền hình của tại California. Ở Phi Châu có thể coi được chuyện Minh Lợi của Việt Thảo qua cái hộp này luôn. Và ở Phi Châu, đừng nói Phi Châu gì, Đài Loan, Nhật Bản, bất cứ nơi nào, Nga, Liên bang Xô Viết và hồi xưa không biết, bây giờ đó, Ukraine cũng được, coi được đài Little Sài Gòn, nghe được radio Little Sài Gòn, mình biết được cái sinh hoạt của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới qua những đài truyền hình. Và thậm chí ở tại Mỹ, mình có thể xem được cái đài truyền hình ở tại Việt Nam, đúng không? Dạ đúng. Wow, đã quá. Bây giờ, coi phim Mỹ được luôn. Cái đó, phim Mỹ khi nào khách hàng mua Netflix hoặc là Amazon Prime hoặc là Hulu Plus, cái đó account của phim Mỹ, thì trong cái dịch vụ của cái hộp của Amazon này có cung cấp những dịch vụ đó. Nếu mà ở nhà gia đình mà có Netflix account, log vô xem phim Mỹ không thành vấn đề. No problem. Bây giờ như vậy, đây là mình nói qua trên truyền hình ha, qua trên truyền hình. Nếu qua trên điện thoại được không? Dạ được. Nãy giờ anh nói trên truyền hình là một cái hộp, gọi là một cái device, một account anh có thể coi được 4 cái device. Kính thưa quý vị, một account xem được 4 cái device. Có thể anh share, anh mua một account, nhưng mà anh có thể share với người gia đình anh ở tiểu bang khác cũng không thành vấn đề luôn. Như vậy dễ nè. Tôi có mẹ ở Việt Nam. Ở đây tôi mua cái hộp này rồi nhé. Cái chị mua bao nhiêu mình một chút mình tính sao, nhưng mà đại khái tôi có cái hộp này thì tôi có thể coi ở gia đình tôi là một nha. Mẹ tôi Việt Nam coi được là 2 nha. Anh tôi ở bên Đức coi được là 3 nha. Và tôi có thể bỏ lên phone để mà coi là 4. Dạ đúng. 4 chỗ, 4 nơi khác nhau, bằng điện thoại hay là bằng TV trong nhà. Mẹ được, anh được, tôi được, bà nội ngoại coi được, dù rằng ở khắp nơi. Wow, sướng quá. Dạ. Vì vậy, bà bao nhiêu tiền mình coi được? Dạ, một tháng là chỉ một giá 14.99 một tháng. Nhưng mà nếu mà anh chia ra làm 4, thì chưa tới 3 đồng rưỡi một tháng cho một người gia đình. Một người 3 đồng rưỡi một tháng, chưa đâu. Mà ngoài cái 14.99 cho được 4 chỗ coi được, hình như Vina còn có tặng thêm bao nhiêu bộ phim, đúng không? Dạ, nếu mà đêm một năm, Vina tặng thêm 5 bộ phim Hàn Quốc gốc. Kính thưa quý vị, 5 bộ phim Hàn Quốc
Vina tặng cho quý vị để làm kỷ niệm. Nhưng mà không fair, không vô, nó vô lý lắm. Tại vì đã nói rằng mình có cái box này hay là mình có cái phone để coi rồi thì trên đó có phim mới nhất của Hàn Quốc của Vina mà, thì tặng phim gì nữa bây giờ? Cái những cái phim này gọi là phim collection, mà cái phim hồi đó giờ rất là nổi tiếng nha, hàng như Đông Di, phim Sông Đức Nữ Vương. À, hiểu rồi, như vậy. Tức là những cái phim mà Vina Entertainment đã phát hành phim bộ Hàn Quốc đó, có khi chúng ta coi rồi, có khi chúng ta chưa coi. Bây giờ đó thì Vina nếu mà ký hợp đồng 2 năm, phải không? Ký hợp đồng 2 năm. Dạ, ký hợp đồng 2 năm để lấy cái hộp đó free. Wow, 2 năm được cái hộp free, coi như mình save được 99 đồng, lấy được thêm 5 bộ phim của Vina gửi tặng, và đồng thời chỉ có tốn 14.99 đồng, chia ra làm 4 chỗ coi, mỗi nơi chỉ có 3 đồng mấy, hùng lợi coi cũng lợi nữa. Bởi hồi nãy Trực Thảo nó coi như free mà. Trời ơi, tôi coi cả tháng trời nha, được coi phim Hàn Quốc mới nè, được coi các đài TV nè, được coi phim Hồng Kông, phim Đài Loan, đài truyền hình Việt Nam nữa. Úi cha, rồi chơi game được nó có 3 đồng mấy tháng à. Muốn gì nữa giờ, phải không? Dạ, yeah. Nãy giờ mình anh em mình nói là cái gì, cái box thôi, mình còn rẻ hơn nữa là cái stick. Cái Amazon stick. Stick là gì? Cái stick cũng giống như cái box như vậy. Đâu, cho coi cái ba lớn, đây là cái box nè. Cái đó là cái box. Cái stick nó nhỏ hơn cái box một chút xíu. Cái stick em đang hiện, em gắn lên trên này. Ok. Cái box gắn lên trên này cũng được, cái stick cũng giống như cái chương trình cũng gắn như được. Nhưng mà cái stick á, nó chỉ có 4 triệu đồng mà thôi. Từ nãy giờ đó, từ nãy giờ mình nói là coi được nhiều đài TV, truyền hình, phim bộ đó, toàn là nói mà chưa thấy bây giờ này trên màn ảnh hiện giờ. Thì bây giờ đã gắn, đây là gắn cái box rồi phải không? Dạ em gắn. Đó cái... thì bây giờ coi cái gì đây nè. Cái hàng như em coi đài. Cái remote control. Cái remote control này, kính thưa quý vị, cái remote control này nhỏ, gọn, nằm trong lòng bàn tay mà xài những kỹ thuật mới của Amazon, có nghĩa là kỹ nguyên không cần phải chỉ vô đài TV mà remote control. Em có thể chỉ ra ngoài đây em bấm. Em biết cái màn hình nó lên, màn hình nó lên. Dạ. Yeah. Tại vì cái này không cần phải, không như kỹ thuật hồi xưa, anh biết không, mình phải chỉ vô cái TV. Hồi xưa là phải đưa nha. Dạ, phải đưa vô này, anh bấm mới được, mà nhiều khi anh bấm không được, nhiều khi nó hết pin, anh phải chạy vòng vòng trong phòng anh bấm nữa. Yeah. Mà bây giờ cái kỹ thuật này không cần phải thiết như vậy. Cái này có Vina TV nè, Việt Sun nè, Little Sài Gòn TV nè, Quê Hương nè, đài Quê Hương hình như San Jose không? Dạ, Quê Hương. Đài Viên Thao nè, Viên Thao của Đỗ Văn Trọn nè, rồi VMAW Net Việt, còn nữa, đài nào nữa, nhiều quá. Ủa cho IBC, KLVA, Sài Gòn TV, còn gì nữa. Rồi cái promotion là sao? Promotion là cái sao? Promotion này là những cái mà đài TV cung cấp cho Vina là giới thiệu sản phẩm về sức khỏe cho người tiêu dùng. Hay, sẵn đây nói luôn nha. Nếu ai muốn quảng cáo, ai muốn giới thiệu sản phẩm thương hiệu của mình, liên lạc với Vina Entertainment để mà chúng ta có thể đưa lên cho mọi người biết đến, nó gọi là promotions. Nếu muốn liên lạc về Vina thì làm sao, số nào? Dạ, muốn liên lạc về Vina, kính thưa quý vị, xin gọi 714-210-8550. Gọi đó cho promotion, cho quảng cáo thôi, hay là mình muốn order cái box này gọi số mấy? Gọi số đó cũng được luôn. Số đó là số mấy, nói lại? Dạ, số 714-210-8550. Liên lạc cô Hương hay liên lạc Nguyên? Dạ, liên lạc với chị Hương. Nè, chị ôm một đống băng ra làm gì? Vâng, thưa anh Thảo, là Thanh Hương thì rất là mê phim bộ Đại Hàn. Uh-huh. Thành ra cứ mỗi lần mình mua đó, là một phim là tới 4 năm bộ. Thì cứ mỗi lần mình mua như vậy là 14 đồng. Rẻ nhất là mình mua nhiều mà lâu được promotion là 12 đồng. Thì mình mua 4 cuốn thì đã gần bao nhiêu anh nhỉ? 50 đồng, phải không? Một tháng mình tốn cả 100 đồng. 4 bộ. Dạ, 4 bộ. Rồi mỗi một tháng, một năm là mình cũng phải tốn ít nhất 100 cho tới 1.000 đồng. Trong khi mình mua một cái box của Amazon hoặc mình dùng cái app của Vina chỉ có 14.99 đồng thôi, thưa quý vị. Và những cái phim này mình không cần phải bỏ tùm lum hết trong nhà. Là nó chật cả tủ, chật cả nhà, đúng không anh? Chỉ cần một cái box thôi. Dạ. Mà cái hay nhất là mình có thể mang đi bất cứ nơi nào. Mình ra xe, mình ngồi cũng coi được. Trong dụng mình đi làm, the break, mình có thể bỏ vào trong cái phone của mình. Xong mình coi tại tặng một cái phone mình. Bỏ là bỏ nguyên cái bộ đó vô cái phone. Bỏ nguyên cái bộ này, mà cái bộ này mình vứt đi, nó virtual đi, mình bỏ vô đây. Không, bây giờ đâu cần bộ nữa, bây giờ mình có cái app rồi. Dạ. Thì em nói là mình lấy cái này nè, mình bỏ cái này đi. Kỹ thuật mới mà, mình bỏ nó vô trong cái phone của mình. Đi bất cứ nơi nào trên thế giới ha, vẫn coi phim bộ được. Đi bất cứ nơi nào trên thế giới ha, vẫn coi đài truyền hình của nước khác được. Chỉ cần có cái hộp giải trí của Vina Entertainment. Quý vị muốn tìm hiểu thêm cái chi tiết hay là cái tin tức hay là những cái gì liên quan tới cái hộp Amazon này nha, liên lạc ngay cho anh Nguyên hay chị Hương ở số điện thoại 714-210-8550. Gọi bất cứ lúc nào nha. Có một điều đó, nếu tính ra 14.99 đồng, nói bà nó chẳng luôn là 15 đồng đi. Mà được 4 chỗ coi chứ không phải là 1 chỗ nha. Không phải riêng một nhà mình coi nha.
ông bà già vợ coi được nè, ông bà già chồng coi được nè, nội được nè, ngoại được, ở đâu coi cũng được, kia được bốn chỗ, chạy đằng chỗ có chưa tới 4 đồng bạc một tháng trời. Mà nếu mình ký contract luôn 2 năm hay là 1 năm? 1 năm thì được đúng không? 1 năm vì là tặng được cái stick. À, 1 năm thì được tặng cho cái stick, tức là cái hộp nhỏ để đi travel. Nha, mình đi tới cái hotel rồi gắn cái bóp vô là rồi mình coi tivi lớn luôn, muốn coi cái gì coi giống như ở nhà. Còn 2 năm thì được cái hộp bự này gắn ở nhà. Nha. Xong rồi đó, còn được tặng 5 bộ phim Hàn Quốc phi nữa. Thật sự mà nói, tôi có cần thiết phải contract 2 năm không? Quá rẻ và quá sướng luôn. Là tại vì khi mình đã coi rồi đó, mình coi cả đời chứ không phải là coi có 2 năm. Tại vì đâu có phải bây giờ đâu. Sau nửa tháng, sau 1 tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm là càng ngày càng approve, càng cải tiến và up to date tất cả những đài truyền hình radio càng ngày càng đông càng nhiều. Lúc đó coi mệt nghỉ luôn. Chỉ có 3 đồng 99 hay là 4 đồng cho một gia đình. Có 4 nơi chỉ có 15 đồng bạc. Mà như vậy mình còn được phim bộ phi và được coi bất cứ nơi nào. Sau này khỏi cần đọc báo nữa. Nha. Muốn đọc báo lên đây đọc. Muốn nghe đài lên đây nghe. Muốn xem truyền hình lên đây xem. Muốn đi về Việt Nam coi TV, về Việt Nam á, mắc cắm ngồi tại chỗ xem. Bây giờ gắn ở bên Mỹ này cái cable coi được 1 đài, 2 đài, phải không? Phải trả bao nhiêu tiền, con này coi tất cả các đài luôn. Muốn coi đài Úc coi. Muốn đi đâu coi cũng được, ngồi nhà coi cũng được. Tại sao mình không đem cái giải trí lại tiện nghi cho mình? Đúng không nè? Liên lạc với Vina Entertainment để có cái hộp giải trí ở số điện thoại 714-210-8550. Hoặc liên lạc chị Hương để chị Hương cũng có thể giải thích thêm và có thể trả lời trực tiếp cho quý vị ở số điện thoại cũng tương tự 714-210-8550. Rồi, bây giờ anh Nguyên hay chị Hương chỉ dẫn đi, bây giờ mọi người đang thắc mắc nha. Cái hộp này thì biết rồi nha, giá cả biết rồi ha, quyền lợi biết rồi ha. Bây giờ làm sao để xài được cái hộp này? Dễ lắm, cái hộp này đem về ha, để đại trong nhà ha, rồi bắt đầu ngồi nhìn không thấy gì hết. Tại vì cái hộp này là cái hộp thôi. Cái hộp này để chuyên chở những cái dữ liệu, những cái mình muốn coi từ qua internet xuống với cái máy chủ của mình là cái TV hay là qua cái hệ thống điện thoại thì không cần hộp này, đúng không nè? Có một điều ở đây phải nói rất rõ nha, nếu bây giờ ở nhà không có internet thì chúng ta không xài được cái hộp này. Không internet thì không truyền được từ trên mạng xuống những cái mình muốn coi, nhưng mình cũng có thể coi được bằng cái điện thoại, không cần internet, là tại vì trong điện thoại đã có internet rồi, đúng không nè? Cho nên cái quan trọng đầu tiên nha, để em thôi nữa rồi thắc mắc nha. Trời ơi, sao tôi mua cái hộp vậy, tôi xài không được, tại vì ở nhà không có internet. Phải có internet nha, mình mới xài được cái hộp này. Rồi, bây giờ cách xài như thế nào, cách gắn như thế nào? Bây giờ mời các bạn theo dõi sự hướng dẫn của anh Nguyên. Cái hộp... Ủa mà xin lỗi chưa? Ủa có mua chưa mà chỉ cách gắn ta? Không, cũng phải theo dõi coi nha. Quý vị đừng rời cái video clip này. Tiếp tục theo dõi để mình biết coi cách gắn nó dễ hay nó khó. Để mình còn quyết định được là nên có cái hộp này trong nhà hay không. Nha. Mà theo Việt Thảo nghĩ là nên có. Tại Việt Thảo đã có cái hộp này rồi. Tôi chỉ sợ là lúc đó mình ghiền, mình coi. À, có người sẽ nói rằng, nếu cái hộp này không coi được nhiều đài Mỹ đi, TV Mỹ, thì thôi. Chỉ có điều là hầu như tất cả những người lớn tuổi nha, người Việt Nam mình, hay những người Việt Nam, muốn coi những chương trình bằng tiếng Việt, phải có cái hộp này. Phải có. Nếu không có, là một cái điều thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ là thiếu đài để coi, thiếu phim để coi, và thiếu cái radio để nghe. Nhớ nha, thiếu game để chơi nữa. Rồi, bây giờ bắt đầu đi vào từng chi tiết một, làm thế nào cái hộp này gắn như thế nào, cách gắn làm sao để chúng ta có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Mà dạ rồi, cái hộp này khi quý vị mua hợp đồng với Vina hoặc là ra những đại lý mà Vina cung cấp, có thể ra đại lý ở thành phố Houston, ra đại lý ở thành phố nào trên tất cả các nơi trên nước Mỹ và toàn thế giới luôn anh. Cái hộp này ra ngoài đó, khách hàng chỉ cần vô nói tôi muốn mua dịch vụ Vina OTT là đại lý đó sẽ biết Vina OTT. OTT là gì? Dạ, Vina OTT có nghĩa là cái over the top. Cái over the top này là cái technology mới. Vina OTT. Over the top. Top là ở trên rồi. Mà dạ. Over cái top nữa là nó ở cõi trên. Cái là đỉnh của cái đỉnh nền. Nó là khác rồi, không ở trần thế này nữa. Là tại vì ở trần thế phải đi tìm đài tùm lum. Có cái hộp này không là mình ở trên cái trần thế nữa. Cõi trên là over the top. Ok. Dạ rồi. Nãy giờ anh em mình nói về 4 cái device, điện thoại, hộp, stick, như tablet, iPad, ok luôn. Wow, có thể coi được bằng iPad. iPad. Làm sao coi được? iPad, nếu mà quý vị có được 14.99 account của Vina, lên App Store, download Vina OTT app, xuống là bỏ account vô, lại xem. Trong đi
muốn coi nơi nào coi? Ồ, đây cái này mini iPad hay điện thoại? Cái đó là cái tablet của Nexus. Ok. Nó cái gì cũng được, điện thoại, iPad, iPhone được hết nha. Chỉ cần download xuống cái app của Vina OTT là chúng ta có thể bắt đầu coi được liền. Chỉ cần đóng tiền là coi thôi. Rất là đơn giản, rất là simple nha. Liên lạc ngay về Vina OTT, tức là Vina Over the Top, nói chung là từ Vina Entertainment ra. Chúng ta sẽ có được cái app đó như thế nào, download nha. Chỉ có 14.99 phải không cô Hương? Dạ, gọi ngay số điện thoại, gọi ngay số điện thoại 714-210-8550. Rồi, bây giờ làm sao để download nè? Làm sao để gắn nè? Bây giờ giải thích cho kỹ thuật. Bây giờ chẳng hạn như quý vị có iPad ở nhà, quý vị lên Apple Store. À, em lên Apple Store, chẳng hạn như em là khách hàng, em có lấy iPad, em xem cái clip của bạn bè giới thiệu lên Vina OTT hay Vina Entertainment. Em search cho Vina Entertainment, Vina Space Entertainment, thì cái chữ Vina Entertainment Network hiện lên. Cái app của Vina ở đây, mình lên mình click nhấn để download ra xuống. Chữ Vina, ra chữ Vina Entertainment Network để mình download xuống. Rồi lúc mà mình download xuống rồi, mình chưa có account thì mình lên Vina Entertainment, mình trả tiền luôn. Mình trả tiền. Wow, rồi. Như vậy mình trả tiền không cần phải gửi check hay là gửi credit card chứ. Lên thẳng Vina Entertainment, ở trên đó trả thẳng bằng cái credit card của mình. Quá dễ dàng luôn nhá. Dạ đúng. Vina OTT tụi em có thể nôm na nó giống như là Vietnamese Netflix. Nhưng mà tụi em có thêm đài TV nữa. Khoan, nếu nói Vietnamese Netflix, có nhiều người không hiểu Netflix là gì. Netflix là một cái công ty của Mỹ ở trên mạng cho có cái dịch vụ cho người ta mua nghe, cho người ta mướn nghe, coi phim. Thay vì hồi xưa mình phải lại Blockbuster hay là mình lỡ những cái tiệm video để mình mướn phim Mỹ về coi, hay là mình mua những cái phim Mỹ, đúng không ạ? Bây giờ ra Walmart mua phim Mỹ chẳng hạn, hay là mình đi mướn ở những cái chỗ cho mướn, bây giờ không cần nha. Lên trên mạng có Netflix là một cái dịch vụ để cho người ta coi phim và mướn phim trên đó. Thì bây giờ đối với Vina cũng vậy, được so sánh như là một cái Netflix của Hoa Kỳ, còn đây là Vietnamese Netflix, tức là mình có thể mướn phim, coi phim, chơi game còn hơn luôn đó. Còn gì nữa? Đài TV. Đài TV nữa. Trong khi Netflix không có. Netflix chỉ là phim thôi. Dạ đúng. Yeah. Dạ đúng. Quá hay. Khi mà em download xuống, em register ở Vina Entertainment, register, pay credit card, em có hai option, pay hàng tháng. Là nếu em chỉ muốn try out, em không biết cái này nó là làm sao, em muốn try out, em trả tiền 14.99, em được 7 ngày, em được 7 ngày coi free. Nếu em cảm thấy dịch vụ này không xứng đáng thì em có thể cancel. Gọi số mấy? Gọi số mấy? 714-210-8550. 714-210-8550. 8550. Bây giờ gọi thẳng vậy nha. Mình coi free 7 ngày rồi mình cúp luôn, mình không thèm mướn cũng được vậy. Mình có quyền. Tại sao mình không thử coi 7 ngày cho nó sướng? Đúng không nào? Nghe lời dịch thảo đi. Cứ coi 7 ngày rồi cúp luôn, khỏi cần mướn cũng được. Có quyền. Nha. Nhưng mà nếu thích thì mình tiếp tục, không thích bỏ. Cho nên bởi vì Dược Thảo nói nha, free là ở cái chỗ đó, mình khỏi tốn tiền mà được 7 ngày. Ở Mỹ có gì cho free không? Có Vina OTT, vô Vina Entertainment, download cái app xuống, mướn cái box này nha, mình coi thử trên điện thoại liền, coi cái gì cho nó đã đi trong vòng 7 ngày. Không thích thì thôi, lần khác mình gọi lên nữa nha. Tôi bây giờ là tên Trịnh Dược Thảo ha, lần sau tôi gọi tôi là Trần Văn B. Ồ, tôi muốn thử ấy xuống 7 ngày coi tiếp. Mình cứ vậy mỗi lần như vậy, mỗi lần như mình coi 7 ngày này hết, 7 ngày khác coi hoài không tốn tiền. Nhớ nha, có quyền. Nhưng mà coi chừng nha, mình cảnh cáo trước nha. Không bị bắt nha, không bị rầy, không bị nói, mình có quyền. Tôi chỉ sợ là cảnh cáo ở chỗ quý vị ghiền là lúc đó nha. Tốn 14.99 tháng đừng trách tôi nha. Bảo đảm ghiền là cái chắc. Tại vì nó đủ hết mà. Video nha, phim bộ nha, phim mới nha, phim Vina tự mình là phim mới tinh nha, mới ra lò là có liền ở trên cái Vina OTT liền lập tức. Chứ không phải là đợi phát hành ra nữa, không có phát hành đĩa đâu, đừng có chờ mỏi mòn đâu. Có cái hộp này coi đủ rồi, ok? Dạ rồi. Phim, ca nhạc. Rồi sau này, Vina OTT bắt live show, ca nhạc live show. Những ca sĩ, anh thích ca sĩ, chẳng hạn như Đoan Hồ. Đang Đoan Hồ ca ở Virginia, nhưng mà anh là ở Pháp. Anh thích ca sĩ Đoan Hồ. Anh vô Vina OTT, anh coi cái live show trực tiếp anh Đoan Hồ đang phỏng vấn. Như vậy thì Vina OTT trong tương lai có những cameraman, có đạo diễn đi khắp nơi hết. Chỗ như cái live show là mình thấy cần thu hình cái gì là trực tiếp thu hình tại chỗ. Đưa thẳng lên cái Vina OTT thì ngay trong khi Đoan Hồ hát thì ở khắp thế giới vẫn có thể theo dõi coi được. Dạ? Yes. Quá hay. Hoặc là bây giờ đó,
theo dõi những bước chân Việt Thảo đang làm tài liệu. Thí dụ đang làm ở tại North Carolina, đi tham dự những sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam tại bên đó. Thì trong khi Việt Thảo đi tới đâu, quý vị có thể theo dõi trực tiếp luôn, nếu mình muốn. Dạ. Yeah. Yes. Cái này cái iPad. Uh-huh. iPhone. Samsung phone. Uh-huh. Sony phone. Uh-huh. Nếu mà anh ở nhà anh có điện thoại nào? Nói chung có smartphone, tức là điện thoại cầm tay, cell phone bây giờ đều coi được hết. iPad coi được, điện thoại coi được, laptop coi được, TV coi được. Và không có cái gì coi cũng được. Ha, cái này hay nha. Không có điện thoại nha, coi cũng được nha. Không có cái hộp này coi cũng được nha. Không có laptop coi cũng được, không iPad coi được. Mình coi của người ta. Người ta hướng dịch coi, mình coi ké. Chứ sao bây giờ? Chứ làm sao mà tự nhiên ở Mỹ mà coi khơi khơi được. Không có cái gì coi cũng được là coi ké người ta. Alright. Nhưng mà ai không có iPhone? Nếu không có iPad thì cũng có điện thoại cầm tay, đúng không ạ? Yeah. Nhất là các cụ già nha. Ở nhà, không có đi đâu hết. Nằm một chỗ thôi. Ở một chỗ, ăn uống tại chỗ, coi đài truyền hình Việt Nam có, Mỹ có, đài địa phương có, đài cộng đồng người Việt sinh hoạt này có, phim bộ Hồng Kông có, phim bộ Đài Loan có, phim bộ Hàn Quốc có, coi live show có, úi cha, nhiều lắm. Nữa sau này chị mình lại việc thả bỏ luôn lên, coi luôn. Dạ? Dạ đúng. Rồi, ok, trong trường hợp ở nhà, dạ, thì mình có cái cục giải trí này, dạ, nhá, để mình gắn, truyền từ internet, từ mạng xuống để mình coi TV. Hoặc là có hộp để chia ra nhiều device, nhiều cái chỗ khác nhau được. Bây giờ trong trường hợp đi du lịch, đi xa, dạ, mình đâu có mang cục này theo, cục này gắn nhà đâu. Thì bây giờ đó, mình coi qua phone cũng được, nhưng mà coi phone nó không đã. Dạ, bây giờ mình muốn coi trên cái màn ảnh lớn, ở dạ, cái TV, ở trong hotel chẳng hạn. Thì bây giờ làm sao để mà mình có thể coi được? Amazon đã qua nhiều năm nghiên cứu, cái này Amazon chứ không phải Vina. Amazon cũng nghiên cứu về vấn đề đó cho khách hàng. Amazon tạo ra một cái device khác gọi là Amazon Stick, Amazon Fire Stick, kính thưa quý vị. Cái Amazon Stick này, anh rất gọn, nhẹ, anh bỏ vô túi, hoặc là anh bỏ vô luggage, anh đi vacation. Từ ở đây anh đi xuống Florida, yeah, bắt ngoài sau lưng cái TV. Cái này cái remote rất là nhỏ gọn của nó. Power line, anh bắt vô đó để nó chạy power. Ồ, cái này coi như là cắm điện, phải không? Dạ phải. Rồi, cái này gắn vô TV. Dạ xong. Có nhiêu đây hả? Chỉ bấy nhiêu đi thôi nha, thu gọn tất cả các đài truyền hình mình có từ Việt Nam cho tới hải ngoại nha. Từ địa phương cho tới quốc gia nha. Tất cả phim bộ Hàn Quốc gom hết vô đây nha. Rồi phim Hồng Kông nha, phim Đài Loan nha. Rồi phim Mỹ nha, game nha, gom vô có nhiêu nè. Còn muốn gì nữa bây giờ? Quá nhẹ nhàng luôn, bỏ trong túi đi còn được mà đâu cần luggage. Còn nếu mà muốn tất cả những cái kia để mà mình coi được ở một cái phòng ngủ, một cái nơi nào đó, không cách gì được hết. Nhưng mà cái này nha, mình có thể đi trên xe mình coi được, cho những người đồng hành với mình lái xe, những người trong xe coi được hết, bằng cách gắn vô cái TV trong xe. Thấy không? Trong xe mình có nhiều cái màn ảnh, cái monitor nhỏ đó, gắn vô là coi được nha. Vừa chạy xe trên đường trường nước Mỹ mà coi được TV Việt Nam. Úi chà, cái điều dữ dội nha. Chứ không phải là phải ngộ nhà mới coi được. Có ở bên Texas nha, ai mà có nuôi bò nha, mình làm cowboy, mình cởi ngựa, mình coi bò ha. Vừa cởi ngựa vừa coi TV Việt Nam, không tin đâu. Được luôn. Dạ, được. Bảo đảm được luôn. Được luôn. Wow, dữ dội quá. Cảm ơn anh. Và cái giá tiền rất là rẻ anh Việt Thảo. Ô, gắn stick là khác hả? Ừ. Rẻ hơn cái box. Cái bao nhiêu? Cái box là bao nhiêu? Cái box vẫn cái dịch vụ Vina OTT vẫn là 14.99 một tháng. Okay. Nhưng mà khách hàng mua 2 năm thì tặng cái box free. Nhưng mà nếu mà khách hàng chỉ cần mua 1 năm thì tặng cái stick free. Ừ. Coi như là mua cái hộp này 1 năm. Nó 2 năm. À 2 năm thì cái hộp free. Ừ. Còn nếu mà mua coi như membership á, 1 năm thì không phải cái hộp này mà tặng cái này free. Dạ phải. Còn cái này nữa, cho anh thêm cái suy nghĩ nữa. Anh mua 2 năm, Vina tặng 2 cái này. Như vậy mình đi 4 năm mình được 4 cái. Chị nghĩ ra dạ. Cái này nè. 4 năm, 4 cái cũng không thành vấn đề luôn. Vậy đi. Vậy đi. Không thành vấn đề luôn. Vậy đi, mình đi luôn 5 năm, đi 10 năm được 10 cái, mình cho người cái chơi. Ừ. Ở cao của mình. Dạ đúng. Có quyền. Dạ đúng. Úi chà, tôi đi 4 năm nha, tôi đóng mỗi tháng 14 đồng mấy nha. Tôi bắt đầu tôi lấy 2 cái nha, tôi cho người ta bướng lợi 10 đồng nha. Có lời. Cái đó là quyền của anh, cái đó Vina không có cản anh được. Ok. Mỗi 1 tháng như vậy đó là mình đóng 14.99. Bây giờ vấn đề ở đây cái quyền lợi của người tiêu thụ. Không lẽ chỉ có như vậy thôi, mà nó phải có cái gì đặc biệt chứ. Thí dụ bây giờ là tôi gọi về Vina OTT,
Đó, tôi muốn là trở thành customer, tôi muốn có cái hộp này. Thì bây giờ đó, ngoài cái việc đóng 14 lần kính chính, tôi gọi giờ tôi phải có cái quyền lợi gì nữa chứ gì thôi, có cần gì đâu nói. Dạ có anh. Cái promotion quyền lợi của anh trong vòng 3 tháng anh trả gọi về Vina, trong vòng 3 tháng em anh trả trên 1 năm 14 lần kính chính cho thay vì 1 năm là 12 tháng anh nhân 15 đồng, có nghĩa là 180. Mà trong vòng 3 tháng promotion này, kính thưa quý vị, chỉ cần 150 đồng mà thôi. Vậy kỳ vậy? Khuê, nói lại rõ ràng. Tôi chưa hiểu, trong vòng 3 tháng đầu tiên phải không? Trong vòng 3 tháng kể từ ngày hôm nay, kể từ nghe được cái tin tức này, dạ, trong vòng 3 tháng nhớ nha, ngày hôm nay mà quý vị nghe được nha, thì trong vòng 3 tháng tới nha, nhớ nha, đừng có qua 4 tháng không được nha, 3 tháng thì thay vì 14 đồng 99 mình nhân 15 là bao nhiêu? 180. À, 14 đồng 99 nhân 12 chứ. Nhân 12 và 1 năm. Là bao nhiêu? Là 180 triệu đồng. Không không, nhân ra là 180. Dạ đúng. Mà thay vì 180 thì giờ còn nhiêu? 150. À, bớt được 30 đồng mà có được bao nhiêu bộ phim không? Dạ vẫn được 1 năm thì vẫn được 5 bộ phim free. Nếu 2 năm? Nếu 2 năm được tặng 10 bộ phim free. Wow, nhớ nghe. 14 đồng 99 1 năm là 180 đồng. Mà bây giờ còn có được 150 đồng, tức là bớt 30 đồng, đồng thời được thêm một bộ phim free. À, 5 bộ phim free nếu mà trong 1 năm. Mà nếu mà ký giao kèo 2 năm là mình được 10 bộ phim free. Mà 1 năm chẳng những được 5 bộ phim free mà được tặng thêm một cái Amazon Stick về bắt lên TV coi luôn. Vậy sao không nói thẳng luôn để 1 năm ký giao kèo thay vì trả 180 còn 150, được thêm 5 bộ phim free và thêm một cái stick để mà mình đi travel. Nếu 2 năm thì thay vì 180 là 360 thì mình chỉ có trả 300 bớt được 60. Thay vì 5 bộ phim mình được 10 bộ phim, thay vì một cái stick mình được 2 cái stick để đi travel. Mình một cái cho bạn bè mình một cái. Giá quá good luôn. Anh ơi, anh chọn 2 cái stick được 2 năm, anh được 2 cái stick free, anh ra ngoài anh mua thêm 2 cái stick free nữa, có 4 triệu đồng một stick, anh chia cho 4 nhà, 4 gia đình, mà 300 đồng trong 2 năm 4 gia đình. Thôi đừng thắc mắc chi nhiều, vô đại member cho chắc ăn rồi người ta giải thích thêm cái quyền lợi của mình, chắc chắn khi vô là có quyền lợi cái đã. Alright, nhớ nha, gọi ngay cho cái số điện thoại hiện trên màn ảnh này. 714-210-8550. Có một điều là khi mình có cái hộp này rồi, thì có phải là Vina OTT gửi thẳng cái này về cho nhà người ta không? Dạ phải. Đúng. Nếu mà khách hàng gọi để set up với Vina thì Vina gửi về. Rồi bây giờ về tôi không biết set up làm sao? Cái đó thì tụi em có cái instruction để mà set up. Amazon nó cũng đã có instruction set tôi up rồi. Tôi không biết đọc tiếng Mỹ, tôi làm biến đọc đó. Vina có instruction tiếng Việt cho anh. Tiếng Việt tôi cũng không khoái đọc, mà đọc tôi cũng không hiểu nữa, ngu lắm. Vina có video clip hướng dẫn cho anh. Anh không cần đọc, anh chỉ cần nghe được không? Tôi nói nghe, nói thiệt nha, nhiều khi ở nhà con tôi mua game nha, mua đồ chơi về gắn thôi, tôi cũng không có đọc instruction, mò gắn hồ hư bà đó, là tại vì không thích đọc. Yeah. Cứ mò thử, cái hộp này về chắc tôi cũng mò tôi gắn lại. À, nếu mà các bạn thích cái box, cái hộp giải trí này, nha, thích cái phương tiện giải trí mà Việt Thảo vừa giới thiệu cùng với anh Nguyên và chị Hương của Vina OTT. OTT là over the top. Nha. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi, coi cái cách hướng dẫn của anh Nguyên làm thế nào khi mình nhận được cái hộp này rồi. Thì mình phải làm sao để mình có thể coi được. Thời gian gắn cái hộp này bảo đảm không có quá nửa tiếng đồng hồ. Tôi biết mau hơn nữa, chỉ cần gắn vô được theo sự chỉ dẫn đó là mình làm theo. Bây giờ mời các bạn theo dõi nha. Theo dõi sự chỉ dẫn khi gắn cái hộp này vào, để chúng ta từng step một. Mà cái này trên video clip có hết. Chúng ta coi rồi mà quên, có quyền coi lại nha. Coi lại để mình gắn cho xong cái hộp. Alright. Còn nếu ai mà hướng dẫn cái ngày hôm nay như thế này mà gắn vẫn không được nữa, thì Việt Thảo sẽ đến tận nhà gắn cho quý vị. Mà tôi biết không ai ngu đến độ phải cờ nhờ tôi đến nhà nữa. Mình nó dễ quá mà. Ủa, dạ. Rồi bây giờ Nguyên hướng dẫn mọi người. Hồi nãy em nói là nếu mà quý vị khách hàng, quý vị gọi về Vina set up account thì Vina gửi cái hộp này tới cho quý vị. Còn nếu mà khách hàng tới đại lý thì đại lý có những cái stock này trong sẵn, Vina không cần phải gửi tới, đại lý đưa đem về nhà. Có bao nhiêu đại lý rồi? Dạ hiện tại bây giờ đang làm ở Virginia, Washington, Oregon, Cali, chúng ta ở đây cũng có, Texas cũng có, Pennsylvania, Michigan, rất là nhiều đại lý. Và nói chung nhiều khi gần đi chăng nữa, không thích đi là không thích à. Gọi thì đương nhiên sẽ gửi đến tận nhà cũng giống nhau. Rồi bây giờ đi ngay vào vấn đề setup cái hộp như thế nào. Khi quý vị có cái hộp này, phải mở bao đi lọ ra. Tại hộp còn mới. Em cần cây dao nhỏ đem cắt cái này. Đây cho mừng anh. Đây là mở nè. Chà, cứng quá bà con ơi. Cứng dữ quá. Không sập chuyện rồi. Rồi, xong.
Cái bên nào đây? Anh thấy cái hộp Amazon Design đẹp không? Đẹp quá đây nè. Nội cái hộp không, tôi mở gần tiếng hộp không? Ngoài sau lưng anh có cái tờ giấy, nó có cái mũi tên nó chỉ anh. Đó, mũi tên nó chỉ anh xé. Tôi phải xé. Đây 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 đây, đầu tiên nha, có mũi tên chỉ ngang, xé cái giấy ngang. Bởi vậy thằng phải theo sự chỉ dẫn chứ đừng có mò. Việt Nam mình hay mò. Đó, đẹp ghê ha. Lấy ra nè. Thứ nhất, đây là cái hộp. Cái box, cái hộp. Rồi, một cái. Đây là cái cục để gắn điện. Dạ. Ở đây nó có sẵn hai cục pin ở bên trong để mình gắn vô. Rồi. Đây là cái chỉ dẫn. Và đặc biệt nữa, đây là cái remote ha, để bấm. Dạ. Hết rồi, xong. Dạ xong. Rồi, bây giờ gắn vô. Remote control. Cũng xài hai cục pin mà hồi nãy anh Thảo đưa em lên đây nè. Bỏ vô. Em bỏ vô thôi. Cái chuyện bỏ vô đầu dương đồ âm có ai cũng biết rồi. Còn bỏ vô mà không thấy lên điện là mình đổ đầu lại. Là pin double A hay là triple A? Dạ pin này là double A. Ừ. Dạ. Thật sự pin double A, triple A chị cũng không cần biết, tại nó gửi sẵn cho mình gắn vô thôi. Chị biết không? Nó gửi thẳng cho mình rồi mình gắn vô thôi. Tại cái hãng cái cục pin này cũng hãng Amazon làm luôn. À. Nhưng mà xài hết rồi sau này mua pin khác được dạ, chứ. Dạ được chứ. Dạ. Vậy thôi dễ lắm. Mình không cần biết triple A, double A gì với cục pin sao ra mua giống vậy. Thật sự người người Việt Nam mà ở bên bên Mỹ á, vấn đề triple A hay double A cái đó dễ, rất dễ. Nhưng mà muốn nói để chung cho tất cả những người Việt Nam khác trên toàn thế giới, khi dùng pin mình coi cái cục pin cỡ nào, size nào, hay kích cỡ nào mình biết để mình mua, chuyện không khó. Rồi bây giờ khui cái hộp ra. Trên hộp nó có để chữ Amazon nha. Cái hộp. Ok, đây là cái hộp Amazon. Đây là cái hộp được design vẽ kiểu và do các kỹ sư làm nên từ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái hộp này đó, có đôi khi chúng ta nhìn ra thấy có thể là assembled in Indonesia, hay assembled in Vietnam, or assembled in China, assembled in Taiwan. Cái đó là, hay là Mexico, là tùy theo cái hộp đó được gửi đi làm ở nước nào. Người ta chỉ làm theo đúng cái order của Mỹ mà thôi. Nhưng mà hộp này được design bởi Hoa Kỳ. Cái power line. Power line. À, mấy người Mỹ này dùng cái chữ này quen rồi, ở ngoài nhiều khi nghe hơi lạ ha. Đối với người Pháp thôi, nghe power line là thấy kỳ rồi. Đúng không? Cục cắm điện anh ơi. Ờ, cái cục cắm điện. Tức là sao? Là cắm vô có chỗ có điện. Một cắm đầu, vô cái hộp. Một đầu anh cắm vô cái hộp. Một đầu khác, anh cắm vô cái outlet ở trên tường. Rồi. Ở trên TV có cái cổng HDMI, cổng dây. Cái cổng? Cái cổng là sao? Cánh cửa đó anh. Cái window. Cái window ngoài cái lỗ. Cái lỗ. Cái lỗ để cắm. Dạ phải. Rồi. HDMI. Cái technology mới bây giờ, cái TV mới nào bây giờ cũng có HDMI. Nói chung không cần biết HDMI là gì, mình có cái dây hang. Ở ngoài sau kiếm cái lỗ nào giống vậy hang, đút vô được cái bục là xong. Dạ phải. Rồi. Em gắn vô. Rồi. TV em chỉnh qua cái HDMI source của cái này em bắt vô. Đâu, chỉnh sao? Source HDMI CEC. Phải không? Cái này là hiện tại bây giờ là em đang chiếu từ cái Fire TV Stick. Ok. Lúc em bắt vô cái HDMI ngoài sau TV, cái hộp em gắn điện vô, cái màn hình của Amazon hiện lên. À, các bạn thấy rõ không ạ? À? Khi cắm cái box, tức là cái hộp Amazon vào, thì khi màn hình hiện lên cái chữ Amazon Fire TV, thì đúng rồi đó nghe, nó rồi đó nghe. Mà bây giờ mình bắt cái hộp rồi mà mình không thấy, có nghĩa rằng trên TV mình nó chia nhiều cái channel khác nhau, mình phải kiếm 1, 2, 3, 4 hay là video cái gì đó. Phải không? Đúng không? Dạ phải. Cho đến khi nào hiện ra cái chữ Amazon Fire TV thì đúng của nó. Dạ. Cái chữ nó hiện bắt đầu tại cái hộp mình mới, mình chưa nó sử dụng nó bao giờ. Thì nó hiện ra cái remote control anh xài cái loại nào. Tại vì nhiều khi cái remote control này, nãy giờ anh em mình chưa nói chuyện, nếu mà anh làm mất cái remote control thì sao? Anh có thể xài điện thoại làm cái remote control của nó. Nếu mà cái này anh lạc, anh mất. Remote, xài cái rồi. Remote control. Nghe cái hơi mù mờ rồi, nhưng mà cái chuyện nó tính sao? Dạ rồi. Thường thường cái remote về không bao giờ mất. Đúng không ạ? Là mình set dễ dàng. Lỡ mất đi, vẫn có thể set up bằng cái điện thoại của mình. Cái kỹ thuật nó cao một chút để tính sao em. Bây giờ dạ xài rồi. Cái remote trước remote. Nhớ ngay cái chữ press to start phải không? Dạ. Rồi bấm dấu tròn. Uh-huh. Trên cái remote mình có cái hình giống như cái dấu này. Ok. Rồi thấy rồi à, em bấm một cái để start. Mà không cần chỉ vô phải không? Không cần chỉ, rồi. Em bấm connect to your network. Bây giờ đó, như vậy cái chỗ này là connect to your network, tức là mình sẽ nối với cái mạng, nối liền với mạng. Thì bây giờ cái mạng là cái internet đó, mình ở nhà mình có cái nào thì mình nối vô cái đó. Thí dụ ở đây là cái mạng internet ở đây là Vina,
thì nó hiện lên Vina. Thì bây giờ mình bấm vô Vina, đúng không? Dạ đúng, nếu mà mình bắt wifi không bắt thẳng dây thì okay. Cái này hiện lên. Chẳng hạn như mà ở nhà em có nhiều cọng dây internet sẵn kế bên TV. Uh-huh. Em gắn vô ở ngoài sao. À, như vậy không cần wifi luôn, nếu có dây cắm thẳng vô luôn cũng được thì không cần phải qua cái wifi. Dạ phải. Lúc em gắn vô cái hộp này nó thông minh đến nỗi nó biết em gắn vô rồi, nó không cần cái hiện lên, tự nhiên nó hiện lên, nó không cần phải check wifi là cái gì em bắt bao nhiêu bắt nữa. Thì cái hộp này nó mới, Amazon có software nó download xuống để nó làm, nó nâng cấp cái hộp này lên. Em chờ vài phút có thể đi uống trà, uống cà phê. Đừng dạy đi uống trà, mình nên rót trà trước để sẵn để bình trà để mình ngồi coi nó đã hơn. Mặc dù nó download tốn thời gian mà ngồi nhìn nó sướng. Nó gọi downloading tức là đang tải xuống. Download là tải nhá, download là tải xuống, mà downloading tức là đang tải xuống. The latest software tức là cái nhu liệu trễ nhất, tức là cái mới nhất bây giờ đó, nó đang tải xuống cho mình. Cái software này là software Amazon. Nó bỏ những cái nhiều khi khách hàng hoặc là anh nó tải cái gì xuống, cái họ tôi mới mua về tại sao phải tải xuống. Nhiều khi cái khoa học kỹ thuật trong cái security nó đem xuống để bảo vệ cái hộp này. Là nó đem những cái update nó đem về cho mình tự động, mình không cần phải chi tiền làm gì, tự nhiên nó làm hết cho mình. Cái hộp mới là như vậy, cái stick cũng vậy luôn. Anh biết cái TV stick một hồi em bắt lên rồi em giải thích anh. Ok. Lúc wow. mà Amazon nó tự động nó làm, nó setup, nó update software, tự nhiên nó reboot, nó làm lại setup hết trong này cho mình, rồi nó giao cái remote lại cho mình. Nó giống như cái người, ví dụ mình mua cái tủ lạnh về đi, thì cái người thợ mà đem cái tủ lạnh đến ha, bắt đầu gắn vô ha, cắm điện cho mình ha, nước gắn vô giò nước như thế nào ha, rồi cái tủ lạnh được setup sẵn hết, mình chỉ cần xài thôi, phải không? Dạ phải. Dạ. Đó, installing the latest software, tức là nó đang installing là đang cài đặt. Hồi nãy nó download xuống. Dạ. Hồi nãy download. Hồi nãy là nó tải xuống, bây giờ đang cài đặt. Ôi trời, mấy cái chữ Việt Nam này Dịch Thảo mới biết nha. Nói tá quả tâm linh đó. Hồi nãy là đang tải xuống, bây giờ đang cài đặt. Hồi đó giờ bên Mỹ xài cái install không à. Dạ, nhưng đúng. Mà không có dùng chữ cài đặt. Cái step này nó rất là important, anh biết không? Cái này nên cái Amazon nó hiện là do not unplug the power. Wow. Please do not unplug the power cable during the update. Tức là đừng có rút cái đồ cắm điện ra trong thời gian nó đang update, tức là cập nhật. Giống như bây giờ đấy ha, cái hai vợ chồng ông đó là nghe nói là sắp sửa ly dị rồi, bây giờ mấy ngày rồi hay là một tuần rồi, bây giờ mới nhất cho tới ngày hôm nay là cái gì, tin tức mới nhất là cập nhật đó, up to date, update là hết rồi, không có ly dị, thí dụ như vậy. Và cái chuyện mới nhất trong ngày hôm nay cập nhật update nào, đang gì, đang hồi nãy là đang không phải đang tải, đang cập nhật, đang cài đặt. Rồi nó có nói cho mình biết khi nào xong, nó là update will finish soon. Yeah, the update will finish soon, tức là cập nhật sẽ chấm dứt sớm, hoàn tất sớm nha. Chút nữa anh Thảo biết không, cái này mình chỉ làm một lần thôi, lúc cái hộp mới mình về nhà mình setup chỉ làm một lần thôi. Sao làm lần thứ hai được không? Anh muốn làm lần thứ hai thì anh mua thêm cái hộp thứ hai. Không, cái hộp cũ làm lợi đâu cần thôi. Dạ không cần, một lần một nó làm được sao? Đó. Đúng rồi. Connect to your network. Nhưng mà nó biết mình đã gắn cộng dây Ethernet sẵn trong này rồi. Configuring Ethernet connection tức là gắn dây, chứ không phải bằng Wi-Fi. Dạ, dạ. Rồi, nó đang checking for updates, tức là nó đang kiểm soát lại cái cập nhật đó là có đúng hay không. Rồi, register, I already have an Amazon account. Tức là cái này là đã... Cái hộp Amazon này cần, nếu mà anh đã có Amazon account rồi thì anh gắn vô, anh nói với nó là tôi mới mua Amazon account. Nếu mà anh chưa có Amazon account, anh có thể register với Amazon. Cái Amazon account không có tốn tiền. Nó chỉ biết anh là người nào tiêu dùng cái sản phẩm của nó thôi. Đã có account chưa? Dạ rồi. Nếu chưa có thì mình register, bên Việt Nam tiếng Việt Nam gọi là đăng ký. Dạ phải. Dạ. Em xong lúc em nhấn password vô thì Amazon nó biết. Are you Vina? Hi Vina OTT. Thí dụ Việt Thảo là Hi MC Việt Thảo. Đấy. Dạ phải. Rồi. Cái hộp Amazon nó qua những cái mà Internet Speed Connection nó check hết để nó lúc mình. Cái này là cái video clip của Amazon nó giới thiệu cho mình cách sử dụng cái hộp Amazon làm sao. Như vậy nó tiếng Mỹ luôn, có luôn. Dạ tiếng Mỹ có. Dạ, nếu ai biết tiếng Mỹ theo dõi cái này là tự mình setup thôi. Đơn giản. Dạ phải. Dạ.
Nó thấy cartoon của Amazon nó làm hay không? À hả. Mà nói chung nội dung này là từ nãy giờ giống như mình nói chuyện thôi. Dạ phải. Nè coi em thuyết minh lại nè ha. Giống như mà chuyển âm nè, lồng tiếng lại nè nha. Quý vị khi mà cầm cái hộp này, có cái remote này, nghe nhớ ở trên đó là mình dùng voice command, tức là mình sẽ dùng cái voice để ra lệnh cho nó, để nó nghe theo lời nói của mình. Còn bây giờ đó, mình không dùng voice, chuyển âm lộn. Bây giờ nếu mình không muốn coi cái hướng dẫn này, cái hộp Amazon này nó cần require coi để sử dụng. Nếu mà Vina setup cho anh á, thì gửi về cho anh, thì anh không cần coi cái này. À. Cái nhưng mình coi. Setup mình phải coi. Dạ, dạ. Mình muốn pass qua không được. Dạ không được. À bao lâu lận? Chừng 3 phút. À như vậy thì không sao. Mình coi coi nó hướng dẫn cái gì. Còn nếu mà ai rành tiếng Mỹ thì coi qua cũng được. Còn không rành tiếng Mỹ coi học tiếng Mỹ luôn. Dạ. Yeah. 3 phút còn thôi tự dùng lúc này không muốn coi thì đi uống nước. Dạ. Yeah. Anh biết cái hộp này á. Cái hộp Amazon này là number one selling box in the United States. Sold out luôn anh. Cái hộp này á là number one, nó sold lúc mà nó mới ra hàng á, anh mua không có. Rồi bây giờ có không? Bây giờ thì có rồi, nhưng mà hơi khó, mà vẫn có. Nếu bây giờ người ta order không có thì sao? Người ta hộp này người ta order không có thì người ta order stick sẽ có. Nói gì feel lên quá rồi, bây giờ tôi thích quá vì không có tôi đâu có chịu. Vina có cách nào bảo đảm rằng có cái hộp cho người ta? Chứ không phải tôi order xong rồi Vina trả lời ồ xin lỗi cái hộp này bây giờ hot quá nó không có, tôi không khoái. Tôi muốn có à, có cách nào giải quyết cho người ta? Vina thì lúc nào mình cũng stock mấy cái hộp này. Nhưng mà nếu mà Amazon mà nó sold out là không có người nào mua được hết. Hiện giờ bây giờ đó, Vina mình stock được bao nhiêu hộp? Vina hộp mình có thể stock được 100 đến 1000 hộp. Ok, các bạn nhớ nha, hiện giờ nha, nó hot nha, cái hộp này hot lắm. Amazon mà nó không có là mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà Vina OTT đặc biệt là mình đã stock được lên tới 1000 hộp. Cho nên nói là tới 1000 chứ chưa chắc, nhiều khi có 100, 200 hộp. Nha. Mình sẽ cố gắng stock nhiều hơn để trừ trường hợp, để tránh trường hợp là người ta order mà không có. Cho nên các bạn khi đang coi video clip này cảm thấy thích thú được trong cái việc muốn có cái hộp, cái box giải trí của Amazon này của Vina OTT, gọi ngay số điện thoại mà Nguyên và Hương sẽ cho sau đây. Số điện thoại 714-210-8550, 714-210-8550. Order liền ngay bây giờ, gọi liền. Nếu không mà nó kẹt, nó hết cái hộp này, lúc đó mình không có, mình chờ lâu lắm đó nha. Mình còn có 100-200 hộp thôi nha. Gọi liền ngay bây giờ nha, ở số điện thoại trên màn ảnh này. Alright. Lúc em qua cái introduction movie rồi thì nó hỏi mình có muốn parental control. À, bây giờ nó hỏi là enable parent controls, tức là hỏi muốn cha mẹ có muốn kiểm soát không, là tại vì nếu cái hộp này về mà con cái ở trong nhà đó coi đó thì nó có một cái giải pháp nữa là mình lấy cái này mình đem giấu á. Không được, cứ để đó. Con cái có thể coi được những cái mình muốn cho coi, cái nào không muốn cho coi mình có thể lắp nó lại nhá. Mình muốn không? Muốn thì enable, mà không muốn thì no. No parent control. Nó có hai cái function, hai cái option. Một là muốn thì enable, còn không muốn là no parent controls nhá. Dạ tao thầy em lấy no parental control, tại vì nhà không con nít, em không coi gì hết. Ok. Em bấm no parental control. Ok. Thì đây là cái home screen lúc anh vô Amazon là như vậy. Có những cái chương trình của Mỹ recent. Ok. Recent có nghĩa là anh đang coi những cái gì anh mới coi. Chẳng hạn như cái video clip hồi nãy mình coi là cái này. À hả. Recent. Vina OTT, lúc anh xem Vina OTT nó hiện lên trên cái recent. Ok. Những cái mình mới coi. Dạ rồi. Ok. Rồi bây giờ làm cách nào để cài đặt cái Vina OTT app xuống cái hộp này? Nãy giờ là cái hộp này Amazon. Mình chưa có cái app của mình trong này. À. Anh đó. Rồi bây giờ em xuống. Em navigate what you home. Em đi xuống. Muốn chơi game, download game xuống. À, úi chà game quá trời game kìa. Cái game Amazon nó recommend nhiều cái game favorite, nhiều cái game popular. Hoặc là new game spotlight. Chơi game action. Cái game này em khoái nhất này, em cầm súng em bắn không nè, game này nè. Em cầm remote control em bắn. Bắn qua né nữa, nó bắn mình lại mình phải né nữa. Trời trời, tôi dòm cái mặt nó mà nó không mê game nữa, tôi chết liền. Là như vậy, chơi game. Anh xuống anh app. Ok. Đó, cái app này nó có nhiều quá ha. Terraria, Vina, Netflix, NFL. Oh, Netflix phim Mỹ đó mình muốn, mình đau cái lốt cái app nó xuống thôi. Bây giờ vô Vina, mình muốn Vina. Dạ, Vina. Ok. Vina, download. Download xuống. Bập, xong. Rất là mau luôn.
lúc mà download xong thì nó hiện lên cái app của mình Vina chỉnh. Nhiều khi cái tivi ở nhà khách hàng, cái quý vị khách nhà nhiều khách hàng khác nhau, 55 inch, 65 inch, 80 inch, những cái screen nó khác nhau. Cái app của mình, cái app Vina OTT trên Amazon chỉnh cái resolution của từng theo tivi để coi maximum cái resolution cho nó rõ. Rồi bây giờ cái này chỉnh sao cho nó vô. Bây giờ nó edge to edge, corner to corner. À, đó mình nhìn ngay cái góc nha, cái mũi tên, cái mũi nhọn ra đó. Nếu mà cái phía bên đây ha, cái mũi nhọn đụng ngay cái cạnh ha, cái bên kia đụng cái cạnh ha, trên đụng cạnh, dưới đụng cạnh là vừa. Nếu nó nhỏ hơn thì mình phải chỉnh cho nó rộng ra. Nếu nó quá dư thì mình chỉnh nhỏ lại, miễn vừa đủ tivi là accept, chấp nhận. Chẳng hạn như ví dụ như vậy. Ồ, là bị nhỏ rồi, bị sai rồi. Bây giờ em bấm mũi tên lên, em bấm lên. Thì tự động lớn lên, lớn lên, lớn lên. Ồ. Bốn cái góc. Bên này còn thiếu chút nữa. Đó, được rồi đó, vừa rồi. Yeah. À, như vậy xong, bấm accept là chấp nhận. Một lần nó set up save cho. Rồi Vina Entertainment Network lẹ quá không thấy. Rồi username, login, có password xong rồi. Rồi nếu mà anh có account với Vina là anh login thôi. Dạ, giờ còn chưa nha. Có là phải đóng 14.99 đồng cho mỗi tháng và liên tục 2 năm thì sẽ được tặng 5 bộ phim Hàn Quốc mới nhất. À, cái đó hên xui nha. Có thể ra rồi mình thích, còn mới nhất hay không là còn hên xui nha. Nếu mà may mắn thì được bộ mới, nhưng mà tại sao phải lấy bộ mới? Tại vì bộ mới mình coi được trên cái box này rồi. Thì tại sao phải lấy bộ mới? Lấy bộ cũ nhưng bộ nào mình chưa có. Đương nhiên Vina sẽ chọn những bộ hay gửi. Nhưng có một điều hôm nay có Việt Thảo nói thì quý vị có quyền đòi hỏi nha. Riêng ngày hôm nay quý vị nào coi video clip này đòi hỏi Vina, tôi muốn cái bộ đó. Hy vọng là Vina sẽ đáp ứng được cho quý vị cái nhu cầu, cái yêu cầu đòi hỏi thích coi bộ phim nào. Cái này hơi khó cho Vina đấy nha. Nhưng mà ráng nhân kinh. À. Khi mà em bỏ username and password cho rồi thì em bấm xuống để chạy qua chữ login. Em bấm OK. Now, confirm. Có xác nhận không? Do you want to browser to remember this password? Mình thích thì mình remember. Không thích thì thôi. Mà cũng không sao. Cái chương trình của mình, cái Vina OTT tự động làm cho quý vị. Cái này là cái list 4 cái device. Wow. iPad. Amazon. Fire TV. Amazon Fire Stick. iPad. Cái account mà I'm login vô cái này nó đã có được 4 cái device rồi. Thì em lên đây. Và 4 cái device, chẳng hạn như cái iPad em mới bị hư, dẹp qua bên em thay cái này. Em bấm xuống remote control, bấm xuống cái chữ remove là bỏ nó đi. Em bỏ nó đi, mình thêm information mới vô, bỏ cái remove lên. Dạ. Em muốn remove cái nào em cứ tự remove cái này, chẳng hạn như cái điện thoại mới em mua về, còn mà điện thoại cũ em không xài nữa thì em cứ remove, rồi mình gắn cái mới vô. Dạ. Rồi lúc mà xong rồi hiện lên ok updating ok. Wow, đây là promotion. Hiện giờ ở Vina Entertainment Networks đang promotion, tức là quảng cáo, giới thiệu những cái sản phẩm là những cái nutritions như chúng ta thấy ở trên màn hình đây. Rồi, bây giờ qua cái live TV. Live TV là những cái chương trình hiện giờ của các TV đang chiếu nha. Chứ không phải là người ta chiếu rồi mình thu mà chiếu lại nha. Hiện giờ mình coi ở đây là người ta đang chiếu trên toàn thế giới, chứ không phải là những cái chương trình đã chiếu cũ. Nó gọi là live, là sống, là đang có xảy ra. Dạ phải. Rồi. Trong đó có Sài Gòn TV. Thử coi Sài Gòn TV coi. Hiện giờ đang chiếu cái gì nè. 6 second nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Úi chà, ai chấp tay sao đứt vậy? Mới lên mình thấy nó mờ nha. Là tại vì nó mới lót thôi. Nhưng mà từng bước nó rõ dần cho đến khi rõ hẳn luôn. Cái, HD. Cái rõ là tùy theo cái internet của anh. Là thứ nhất, anh internet anh càng lẹ thì nó rõ. Trong vòng 2 phút, cái system Vina OTT nó sẽ biết được internet speed của anh là bao nhiêu. Nó making the adjustment. Bây giờ rõ hơn rồi nè. Dạ, rõ hơn rồi. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa rằng internet mình yếu vẫn coi được nhé. Nhưng mà coi không rõ bằng internet mạnh. Chứ không phải là do cái đài hay là cái hình ảnh mình nó dở, không có. Hình ảnh mình HD rất rõ ràng luôn nhé. Chỉ có một cái là do internet mình yếu, mình phải coi màu thôi. Nhưng mà vẫn coi được. Khác với cái anh coi internet, những lúc mà anh coi internet anh chậm á, anh coi anh bị buffer, cái màn hình anh lại. Bị buffer nó đứng lại, anh ngồi anh coi anh bực lắm. Cái này mình khắc phục vấn đề đó. Tức là coi trên internet, ý muốn giải thích rõ ha, coi internet nếu mà cái internet mình yếu đó, coi cái tự nhiên nó đứng lại. Nó quay đã để mới coi. Coi chúng nó đứng nữa. Nha. Còn cái này đó là nó không có chuyện đứng. Nếu mà internet không mạnh nó vẫn coi được nhưng mà mờ thôi. Còn internet mình mạnh coi sẽ được rõ. Bây giờ thì anh thấy rõ giống như hơn lúc nãy rõ nhiều rồi.
Từ giờ mình không có mở tiếng phải không? Dạ không có mở tiếng. Dạ. Rồi bây giờ anh vô đây đài TV, anh muốn chuyển đài khác. Dạ. Anh bấm nút chọn OK. Thì một list đài TV nó hiện ra. Dạ. Anh muốn chọn đài nào, anh bấm lên, anh chọn đài, anh bấm xuống, anh chọn đài, anh muốn coi đài nào để anh coi. Dạ. Chẳng hạn như anh coi đài, em bấm đài này là đài phim Hàn Quốc của Vina. À. Cái đài mà phim, phim Hàn Quốc của Vina ra làm thành đài phát luôn. À. Đây là hiện như mình đang coi phim mới nhất của Vina. Cái phim này là không phải phim mới nhất, nhưng mà cái phim mà chị Hương hoặc là anh Sang, anh Tuấn chọn ra để làm cái đài phim. Không, anh nhiều phim quá, nhiều khi anh bấm anh chọn không biết nào chọn vô cái đài phim. Những cái phim mà chọn lọc nhất ra, những phim mà khách hàng thích nhất thì để em bỏ lên trên làm thành một cái chương trình riêng cho mọi người coi, là phim phim bộ phim Vina mà những cái hay nhất để em bỏ lên đó luôn. À, nếu như vậy là cái chương trình của mình nó bị do mình quyết định. Dạ đúng. Bây giờ tôi đề nghị như thế này, nó giống như ở Hồng Kông nha, đang có cuộc cách mạng cái dù vàng đó. Là khi mà người đứng đầu của Hồng Kông là do bên Trung Quốc đó, do bên chính quyền của Trung Quốc người ta chọn ra bao nhiêu người đó, rồi người ta mới bầu những người đã được chọn. Nhưng mà cái sự đòi hỏi bây giờ đó không muốn như vậy, muốn ai tham gia ứng cử cũng được để mọi người bầu. Thì vừa rồi đó giống như cái tình trạng đó, mình chọn phim mình để sẵn bắt người ta coi, trong khi những phim khác chưa chắc đã dở. Phim Hàn Quốc là hầu như phim nào cũng hay của nó. Cho nên tôi đề nghị sau này Vina đó bỏ lên hết. Cũ mới gì những cái chuyện mình muốn bỏ lên bỏ được bỏ hết. Từ hồi đó giờ có như bỏ hết. Ai muốn coi cái gì tự động ta vô coi, cái quyền chọn lựa của người ta. Dạ đúng, cái đó là chọn lựa. Em sẽ bắt qua cho đó anh chị. Vina có phim cũ, phim mới, ca nhạc cũ có luôn. Rồi anh, còn cái đài mới này là sao? Cái này là cái đài TV. Cái này là cái đài TV của Vina phát phim Hàn Quốc của Vina. Wow, tức là đang phát phim mới đó. Đấy, này là đang phát phim của Vina. Ôi trời ơi, kỹ thuật bây giờ quá trời không biết ta ơi. Tức là mình muốn coi cũ có hay mới có, nhưng mà muốn coi mới tin không là cũng có cái đài riêng nữa. Dạ phải luôn. Wow. Dạ, bây giờ em xin lỗi, em rõ ghê không? Cái là đài TV. Đây là Sài Gòn TV. Cái này là anh nói là anh chọn lựa nè. New release là mới đó. Dạ phải. New release. Hiện tại hôm nay new release của Vina ra là Nữ Tướng Bắc Tề. Part 1. Phần 1. Nhưng mà tại sao thấy là Alaskan Omega 3? Cái này là cái phần sau này. Quảng cáo. À như vậy thì những cái thương vụ khắp nơi trên thế giới muốn quảng cáo ha, qua cái hệ thống này đi tới hàng triệu triệu người, lượt người coi ở trên toàn thế giới, thì hãy gửi về cho Vina ở số điện thoại là 714-210-8550. Dạ phải. Dạ. Thì cô Hương sẽ trả lời cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể quảng cáo được trong cái Vina OTT. Alright. Phim Hồng Kông, Hồng Kông Movie, Tùy Đường Anh Hùng. Đó, bây giờ muốn coi Tùy Đường coi. À, em bấm OK với Tùy Đường Anh Hùng thì hiện lên Tùy Đường. Vina Entertainment 1. Chứ không phải là mình có quyền chọn từng tập nha, chứ không phải là coi từ đầu tới cuối phải ngồi coi nha. Muốn coi tập nào coi. Cái này là phim Hồng Kông. Cái nhạc. Rồi, phóng sự. Phóng sự. Ha, phóng sự trong tương lai là bỏ cái chuyện bên lề của Dự Thảo lên nha. Có phóng sự ở đâu? Phóng sự đó nè, du ngoạn miền Tây nè, rồi sông nước hữu tình vậy đây nè, Hà Nội 36 phố phường chẳng hạn. Nói chung những cái phóng sự khắp nơi được có ở trong, có chiếu ở trên Vina OTT. Alright. Phim Hàn Quốc nè, có cải lương. Vô coi cải lương. À, vô coi cải lương, có cải lương. Đó, cải lương. Những người lớn tuổi nha, thích cải lương. Những người trẻ muốn tìm hiểu về bộ nghệ thuật sân khấu nước nhà hay cải lương nha, cũng có ở đây. Wow. Những dấu ấn không phai. Dạ, thử coi. Tiếng hát Thiên Hương. Dạ. Chị Hương nghe tiếng hát Thiên Hương chỉ là dè. Mà anh Việt Thảo thấy nó rất là dễ. Nó chỉ cần bấm một cái nó qua lại, chứ không có mình cũng phải trở lại cái trang đầu, rồi không có phải search nhiều. Ví dụ nó rất như là tiện lợi. Cải lương này của Apple Film đã cộng tác với Vina. Phim Việt Nam, phim Thái Lan, đúng chắc. Có phim Thái Lan nữa. Rồi trong tương lai sẽ có phim nào nữa? Ấn Độ. Phim Ấn Độ. Dạ, yeah, phim Ấn Độ coi cũng được vậy. Dạ, yeah. Bây giờ coi phim Việt Nam nè, phim Việt Nam. Ui chà. Cái này là bấm cứ phim Vina lên là anh cứ bấm xuống anh cứ chọn thôi. Dạ, yeah. Quá trời, bây giờ có tổng cộng bao nhiêu phim rồi? Hiện tại bây giờ phim Việt Nam có được khoảng 40 bộ.
Mỗi bộ tùy theo dài ngắn của tập, có nhiều bộ 20 tập, có nhiều bộ 60-70 tập. Wow, như vậy thì trong tương lai nhiều lắm nha, trong tương lai sẽ nhiều lắm, nhưng mà vô bây giờ coi cũng đã không hết rồi. Phim hàng tuần, phim mới Vina upload lên từ hàng tháng đến hàng tuần, một tháng là Vina lên từ 60 giờ đến 100 giờ. Trời ơi, mười mấy đồng bạc mà chia cho bốn gia đình coi nha, nội coi phim Hàn Quốc không đủ lời rồi. Mình mua ở ngoài bộ 14 đồng mấy rồi, 15 đồng, 16, 17, 20. Mà bây giờ đó, một tháng trời coi coi như là không biết bao nhiêu bộ luôn, mà cái giá tiền nó như bằng một bộ phim. Chẳng những coi phim Hàn Quốc nha, bây giờ mình lấy cái thí dụ này, 14.99 mình mua được một bộ phim Hàn Quốc. Hết rồi. Còn cái này 14.99 nha, không phải một mình coi nha, bốn gia đình coi được, bốn chỗ khác nhau coi được, không phải coi một bộ phim nha, coi cả hàng chục bộ phim luôn, mà phim mới hoàn toàn, ngoài phim Hàn Quốc còn phim Hồng Kông, còn phim Thái Lan, còn phim Việt Nam, còn đài truyền hình, còn radio, còn báo, ôi chắc còn đủ thứ hết, phóng sự phim Mỹ, phim Việt có, thì tại sao mình không coi? Cho nên hồi nãy Việt Thảo nói coi như free mà, coi như không tốn tiền mà, tại vì chia ra thực sự không có đáng, mình đi mướn cái phim mình coi, tệ lắm của 2.99 nha, rồi bây giờ nhiều hơn nữa là 7-8 đồng nha, cũng như mới nhất nha, là The Interview là 14.99 nha. 18 đồng nha, 20 đồng, 24 đồng. Trong khi cái này có 14.99, coi nhiều đến độ rằng mình thấy cái 14.99 it's nothing, chẳng có gì cả. Còn chần chờ gì nữa, gọi ngay số điện thoại trên màn ảnh này. 714-210-8550. Dạ. Yeah. Thì các bạn sẽ được hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết để có được một cái quyền lợi. Mà bây giờ cái box này đó là một trong những dịch vụ giải trí hot nhất hiện nay mà hầu như gia đình nào cũng cần phải có. Chúng ta đã thay đổi rồi, là một cuộc cách mạng trong kỹ thuật, một cách mạng trong ngành giải trí, thay đổi từ việc coi trực tiếp trên TV, từ việc mua phim bộ về coi, từ việc mướn phim về coi, từ việc phải gắn cable, gắn DirecTV, từ việc phải đi tìm các đài của Việt Nam coi. Mà ở nơi này chỉ coi được nơi này, không coi được chỗ khác, thì ngày hôm nay chỉ cần ngồi một chỗ, mình có thể coi được tất cả các đài mà mình muốn. Coi được đài Việt, coi được đài Mỹ, coi được phim Việt, coi được phim Mỹ, coi như tất cả giải trí nó thu gọn trong một cái hộp này, nó thu gọn trong một cái stick nhỏ, thu gọn trong cái điện thoại và bất cứ nơi đâu mình có thể xem được nha. Hôm nay Việt Thảo muốn giới thiệu đến các bạn cái box Amazon của Vina T OTT over the top. Liên lạc điện thoại về Vina OTT ở số 714-210-8550 để có người hướng dẫn, chị Hương sự hướng dẫn, anh Nguyên sự hướng dẫn, mọi người sự hướng dẫn và có đại lý khắp nơi. Hôm nay Việt Thảo không tâm tình. Việt Thảo chỉ giới thiệu trực tiếp và thẳng đến quý vị một cái dịch vụ giải trí mới cho người Việt Nam khắp nơi, nhất là những người không thích coi đài Mỹ, không thích coi nghe tiếng Mỹ mà muốn Việt Nam only nha. Nhưng mà bên cạnh đấy phim Mỹ vẫn có nha, nhưng mà phần lớn là của người Việt Nam. Cho nên đừng ngần ngại gọi về số điện thoại vừa có để chúng ta có một cái giải trí mới mà chúng ta thay đổi theo đời sống. Cái hộp này mang giải trí mới đến với đời sống con người. Change, we make a change, alright? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong rằng mỗi một gia đình sẽ có một cái hộp này. Mỗi một gia đình, mỗi một người sẽ có cái điện thoại trên đó, có cái app của Vina OTT để chúng ta có thể theo dõi tin tức thời sự, phim ảnh cũng như phóng sự và những cái gì mới nhất của người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Alright, thank you. And I'm waiting for your call.